đây. Chào cả nhà. Chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Bữa mình nay nhóm gấp làm quê đi theo là anh ba đi dở trà ở cồn Bà Hòa. Mình xin chào cô chú, quý anh chị và tất cả các bạn. Đây là cồn Bà Hòa, xã Bình Thạnh hả Dương không? Xã Bình Thạnh. Huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Châu Thành. Huyện Châu Thành, Châu Thành xin lỗi cả nhà. Dưới đây là thuộc Châu Thành chứ không phải Châu Phú trên mình nữa. Thì theo chú Ba để đi mình ra sông sông Cái nè, sông Lớn nè để mình dỡ cái đống trà mùng của chú Ba. Cái thành quả sao đây? Trên kia cũng làm cái cồn nữa. Do đi xa đó thì anh Kiệt mắc bạn bán không có tham gia được. Phía bên kia là cái bến bến phà. Bến phà đó là phà gì anh? Dạ. Phà Mỹ Hội. Dạ, phà Gành Rộng cả nhà. Phà Gành Rộng chạy qua. Chà mình đâu anh? Đây hả? Ồ, vậy là mình dở lưới lên rồi hả anh? Cái lưới này là mình dở hồi nào vậy anh? Dạ. Dạ là cạn rồi mình phải chuẩn bị lấy trà ra đặng cho anh em xem cá. Dạ. Có nghĩa là hồi sáng sớm là chú Ba đã xuống đây. Dạ. Là con nước lớn cá nó mới nhiều. Rồi bây giờ đã cạn quá cá không có. Bây giờ chuẩn bị cạn rồi chuẩn bị mình chuẩn bị lấy trà lại mình xem cá. Dạ. Hồi sáng là mấy giờ chú Ba giật rồi? Khoảng 7 giờ. 7 giờ sáng à? Dạ. Con phải con biết vậy cái lúc mà giật là con xưa xuống sớm chút coi chú Ba giật. Chú kéo trà mình gạt cá nhảy mình. Dạ. Còn cá ăn nhảy đâu đâu. Nhưng chưa ông trà nó nhảy nhiều đâu, xíu nhiều. Dạ. Mở gì Dương Úc? Mở kim chép. Nhưng anh em mình bữa nay sẽ quay cái đoạn cá chép ở trong trà cho bà con ta coi nha. Dạ. Cá chép. Chắc mình em về cũng vẫn để bán là lấy tiền xăng thì vẫn vẫn bốn xăng chứ không có ăn thịt. Dạ. Nhiều không anh ba? Ủa, cá phóng rồi đó. Ờ, ngoài ký. Ờ, có cá phóng anh kìa. Bây giờ em vô được không? Vô được, cái chào luôn bình thường. Để có bỏ cái thuốc vô. Cái trà này như là bằng cái cây gai ma dương hay gì cha, phải không? Ủa cái cây me nước. Chú Ba và cái nghề này là chú làm quanh năm chứ nhà thấy chú rất là thành thạo đi trên những cái cây tre. Nhiều năm mà anh ba thì ta có thể làm trà này trong ngày thì ngày cá làm hoài chứ biết nhiêu năm nói đó giờ đó, luôn hả gì chú Ba? Chắc mấy chục năm hả? Thì tháng cuối tháng 10 chuẩn bị là xuống cuối tháng 9 cuối tháng 10 chuẩn bị xuống trà. Anh em thấy cái này cá cũng ít chứ không phải cái kia này nước kép cá được nhiều, quá tháng kia cá nhiều, chắc cũng có thể cho anh em quay YouTube coi được, cá nhảy rồi dưới đường dạng lên đó nhiều.
Hòa. Mấy cái cọng dây này chú ba căng để làm gì để chút xíu đó mình sẽ biết. Sáng là mình xuất phát ở trên nhà mình là 6:30, tính chạy xuống có khoảng nửa tiếng là tới, là mình đi giật trà vừa với chú ba, giật cái lưới lên á. Nhưng mà gần Tết nè, xe ở ngoài đường quá nhiều cho nên chạy chậm trễ, lỡ trễ rồi chú ba giật trà lên trước rồi, rồi thôi tới chỗ rồi cũng có như mình uống cà phê với mình ăn sáng rồi, nhưng này cũng chưa mới ra đóng trà để mình dở. Chú ba nói tháng này cá cũng ít, do cái cỡ này là nước giật, mùa nước giật rồi. Cá nhảy. Ô. Cái hai cọng dây này mục đích của mình là để cho trà nó đừng có trôi hay sao ha. Chú ba. Cá nó chảy đậm bụng luôn. Ngoài đó là con để là con treo hơi cao giúp tôi trà xuống quánh đừng giật ra nó chịu lại. Dạ. Chứ nếu mà mình không có con dây là trà nó quấn ra, nó tràn ra ngoài nữa, cạt lưới giật cũng được. Dạ. Chứ điểm thứ hai con cá linh nó ở mặt nước, mình treo cho nó không trên nước vậy nè. Rồi qua cái tháng mà hết cá linh thì mình hạ xuống là mình giữ mấy cái con cá cha, kỳ vinh, kỳ gu phi đồ. Dạ, tùy theo con nước mà mình có cái cách làm mình bắt khác nha, con cá khác nhau ha chứ. Mình giống tại mùa nước sâu quá mà trà đâu có mấy chục nhánh, mà vô để sát đất thì nó đâu có trà ở trên cá dừa. Dạ. Không phải treo dây lên gì đó. Hàng năm là chú ba là dở trúng nhất là được bao nhiêu ký cái đống trà này? Năm nay thắt. Dạ. Có năm ngoái chú ba dở trúng lắm, năm ngoái là đống này là dở trúng nhất là 170 kg nè. Hết trà đi. Dạ. Về đi. Căng được giá 22.000 ký. Dạ. Năm nay là đống này trúng nhất, cơm hổm dở được 70 kg rồi, nhất rồi đầu năm. Được triệu mấy rồi, bây giờ vài trăm đến nay không có nhiều. Dạ. Mùa năm thì trúng lắm. Do năm nay con nghĩ chắc nước của mình nó nhỏ. Con cá nó không có. Dạ. Cái này là anh treo hai cọng dây này đặng mình để trà lên hai cọng dây này. Tại sao cái cọng dây thì giờ nó cũng lặn gì không biết nữa. Có tôm không nghe Dũng không? Chắc hiếm quá. Có con gì cả. Giờ mình ra ngoài đó, mình ruộng lưới lên cả nhà. Giờ bắt đầu mình lọn chiếc vỏ vô để mình phân cái lưới lên. Bên mình bắt cá. Thì là công việc này là hàng ngày của chú ba luôn hả chú ba? Mỗi ngày mỗi giờ đóng dạ. Cái này cá ít, mỗi hôm cá nhiều giờ cá hai đóng ngày lắm. Dạ. Cái này cá ít rồi đóng rồi.
đặng cho để hai ngày, một đóng hai ngày cho cá nó lại nhiều. Chứ, hả chú ba? Điểm thứ hai cái này cây đục nó không cần nữa đó. Dạ. Mình phải dỡ con bước lắm. Con bước bên trên này. Bước qua đó bây giờ, bước qua đây. Đó, qua chân này. Thấy lưới lên sao? Ồ, con còn cá chép quá bự kìa. Trời ơi, nhiều con chứ, hai ba con luôn. Cho anh, cái năng nó muốn vô anh biết. Ồ, cái gì Vinh? Cá thiểu. Rồi lên đi bự ơi. Có con cá gì xanh lạ nằm dưới quá bự kìa. Bự ơi, lên đi bự ơi. Dạ rồi. Lên trên đi cho nó kéo nó ra bự ơi. Cũng bả nhiều quá ha chú ba. Đó, cái đem quá. Chép cánh tàu đó, cánh tàu dạ. Cho mời nhìn ra. Ra. Kéo ra cái này đừng kéo. Cá chép nè, chép trắng kìa. Đây nè. Chép con chép trắng. Ồ, nguyên bầy cá chép luôn rồi. Ồ, dữ lắm rồi. Ôi, quá. Rồi cứ cứ dồn lại đi đây, ta hút bả cho cá chạy đặng. Con đó con gì Dương Út? Gỗ. Mày gỗ hả? Ta mày gỗ. Rồi giờ dồn bả lại đi đặng ơi. Quá. Đó, đây nè mấy cá sông đó. Cá này là chỉ ở đây là. Ồ, con cá chép này bự dữ lắm luôn chú ba. Nó kìa. Nó vô trà nó cũng đem về cũng bà con ta cũng thả cho nhà chứ không ăn. Dạ. Đó. Vô đi, vô đi, vô đi, vô đi. Anh vô đi, tôi đi tôi đặt cái đặt bứ cá chạy đánh này như là chặt bông à. Anh nắm bứ anh đổ đi tôi. Ờ rồi vậy đó. Con cá chép đen nữa. Ồ, cá linh rồi. Giờ này mới dở bên kia mình qua không dở. Rồi con cá trắng thì mình bắt con cá trắng thì mau dở ha chú ba. Chứ thường thường cái đống trà con thấy cũng nửa tháng cả tháng mới dở á. Đó trà bao. Dạ. Hạ xuống chưa? Trà mùng mình dở cái đó mình vụ quản rồi thả xuống đi. Rồi chạy ngược cánh tôi hút cá. Mình nhặn cái này xuống cho cá bắt đầu nó lội về giờ phía trên đây. Lội ngược nước thì cảnh mình đang dễ bắt. À. Thằng khủng. Cái này chắc cá linh chắc không được nhiều quá chú ơi. Nhiều cái này ít cá linh rồi. Cái này cá linh ít. Vô bầy chép à. Có cái chép nhiều cá linh đỡ không được đâu, nó gượng cắn chạy trơn. Cắn hả? Ừ, cắn dữ lắm. Nó dành thức ăn với nhau á. Thức ăn nó vậy. Rồi. Nguyên bày luôn rồi cha ơi. Chắc đẹp đẹp luôn này. Cái này chắc này ngon nè. Chép đó ngon. Thả cái tục xuống không? Thả lưới đó, thả tục xuống cho nó không. Cho nó lội qua. Ủa này. Chiếu sữa, chiếu sữa, chiếu sữa. Chiếu sữa. Chiếu sữa. Bây giờ còn chạy cá leo này kia đồ có không chú ba? Không có đâu. Giờ cá leo đồ có chưa? Dạ. Đặt là bóng mát mà mảng nguồn nước chưa có. Cái gì vậy? Cá ép nữa nè. Cá ép con. Cá ép mini. Con bự lắm. Anh dục cái gỗ đó tụi bay. Chút tự động luôn coi bỏ đục được chứ không có cái đục bị tự đục nó bị mặt lớn hư rồi kéo con ngoài giật con dây đi cho nó ấy rồi mình chút tự động cái một luôn bỏ trà gù gù về liền kêu quá nửa tiếng nữa xong. Còn cá trống hay gì ba, con thấy con trắng trắng đó đó ở trên lao mới gặp cá chốt. Cá chốt gì Dương Út? Cá chốt đó là vậy giấy vậy.
có con cá lưỡi trâu kìa. Lưỡi trâu cũng có luôn nữa, đủ chưa? Bữa nay xong có tôm, mấy mùa có tôm. Giúp trắng nhóc chừng là. Đâu có cá con vịt nào bự sao không? Cá chép vừa ngút được đụng cá chép rồi vừa ngút đó cá rô phi quá khủng. Vừa ngút cha chuyện cái con cá đó lại cho con coi cái cha lâu quá mới gặp lại con cá đó. Con cá này cá sấu nước ngọt, cá sấu nước ngọt chú ba nói là con cá sấu nước ngọt. Thường thường lúc trước mình gọi là con cá gì nữa nè cha, con nhớ quên rồi, con cá gì dạ? Cái đó là không phải là cái nhái. Cái xấu, cái nhái khác nữa. Cái nhái mình ăn được. Cái nhái mình muối bự con đồ. Là bả cháy. Bả cháy luôn. Thì cái hình nó cũng giống như con cá sấu nữa. Mà cái mình nó cũng giống như cái con cá ngựa ngoài biển mình á. Con cá ngựa ngoài biển 5 phút đó. Ồ. Ở dưới bụng nó trứng không mà vẫn út. Thả đi. Cả nhà. Nó nguyên một lần dưới bụng toàn là trứng không. Thôi con này mình thả nó liền luôn. Cái nhỏ bắt được mấy cái đó thả giùm đi con cá chép nó giờ dục nó ra xong luôn thả nó mới được. Rồi dục lại cho em mới quay cái luôn bây giờ thấy mới thầy chúng bày cá chép luôn rồi cái con bự nè. À con cá rô nãy thấy nè rõ vậy. Lặn lại đắng luôn á Dương Út, lặn lại luôn. Rồi. Thì một hồi mình nãy giờ mình ấy ba cái gác á, ba cái lá của cái bả. Ô con cá mè gỗ đó bự dữ Dương Út. Bắt Dương Út, Dương Út luôn. Con cá đẹp luôn rồi. Coi cái. Rồi lấy cái giọng. Giọng. Ông ăn đi, ăn. Giọng vô giọng đi. Có giọng không? Động kìa, động rồi mà kéo vô bác ba buông cái viền này đó con cầm cho con cầm cái viền này cho thì tiếng bây giờ nó con cá này là con cá hồng vện dạ. Không phải mấy gỗ cá hồng vện cá mày gỗ là khác nữa hả chú ba cá hồng vện không phải gỗ cá hồng vện cá ngộ đẹp con cá này lớn dữ lắm lớn nữa hả chú ba lớn dữ lắm nghe nói cái thịt cá này ăn ngon lắm á cá hồng vện con một thả nó luôn hai số ba thôi thả đi mà con cá này là con cá ở trên mà hồng vện này là nó ở trên lộ lỡ nè nó chung hang rồi nó sập lộ là con cá này là chuyên gia đánh hang hả chú ba đừng bỏ nó dựng hút nó lụm luôn vậy để làm lộ lỡ hết hả cá bự gì cũng thả nữa mà ngặt giờ cá linh không có giờ mình lấy cái gì kiếm tiền xăng mình lấy cái trò đó mình lấy nước có bán được không được. Ôi mấy cá chép này chắc trên ký quá trời. Trên ký không quá. Trên ký mà. Đây bổn mà nhé. Tính ra cũng từ 20 con trở lên đó đâu dưới. Trên 20 con. Vô nguyên bầy chép khủng à. Đứng ở trên cái chiếc này nó hơi sóng nó vỗ nó hơi gập gờn á. Quay cũng hơi rung cả nhà không sao. Giờ mình xúc cá cho. Mình không có để đục mà để gọng thôi chú ba. Vô gọng rồi gọng về để đất. Dạ. Rồi cá chép nó vô nó quậy nó ăn không cũng hết mồi nó đâu có tới cá lên nói. Sóng đánh. Hãy
Ngày trà này vô ngốc cũng gần lắm. Bây giờ bịch này là bịch mồi nè. Dạ. Chiếc vỏ nó ra nè. Bịch mồi đó là cái hèm á, hèm người ta nấu rượu á. Thì chú ba xin về nào mình để vô. Mình vũ cá là. Thơm hèm quá ha. Ủa chú đi. Rồi mình lặn lui lên sao vỏ đậu ngoài nó đâu bỏ trà là gì đó. Giờ mình ve cái vỏ ra, mình chuẩn bị dùng trà vô lại. Rồi bắt đầu mình về. Chiếc tàu chở dịch đó. Cái gọng cá mình còn treo bằng nặng. Đó là anh Cu Đen, con của chú Ba. Nãy mình lấy số trà ra bao nhiêu thì bây giờ mình dục lại bấy nhiêu. Nếu mà trà của mình nó cũ đi á thì chú Ba sẽ thêm vô mới trà mới nữa, nhưng mà bữa nay không có thêm. Tàn nó có ăn được nhiêu nó ăn. Giờ để anh Cu Đen dỡ mình vô mới nữa. Hạ hai cái bịch mồi xuống. Bỏ túi đâu bỏ. Mình dục trà vô làm gì? Rồi đó. Xong. Cái con chiếc xuồng của đem cá về. Con trai bắt gái như là đi vớt vớt phế liệu. Phế liệu, vớt mấy chai mũ này kia đồ. Giờ dở cái túi cá trên 20 kg quá Dưỡng không? Thường thường á là anh đi dở mấy người anh Băng? Rồi hai người dở được rồi. Kéo hai người ngoài giật rồi chạy vô trong giật trong cái gọi hết nổi. Kéo cái tấm vạc lên, lấy tấm vạc lên, bỏ vô cha lại dở tấm vạc lên cha. Rồi cho Dưỡng Út với dạ tấm vạc lên đi, thúc cái móc gà bỏ này cho gọn nè. Dở tấm vạc lưới. Tại nó nước đây, không có đâu. Tại mình để mình chạy anh. Anh không? Trên 20 kg à. Trời ơi, được. Để ngang vậy luôn hả chú Ba? Mấy vạt á. Để vậy hả? Để tấm vạt vậy hả? Để vậy đi, hồi đó lấy xuống đem. Bây giờ mình đi cũng tới nhà nó khiêng cá lên. Khiêng cá lên mình rộng ở trên nhà. Trên nhà thì có chỗ rộng oxy này kia. Đã mới lợi người ta mua. Dùng đổ cái thao để mình rửa cá. Cá đó chắc từ ký gửi quá Dương không? Cá này 2 kg thôi. 2 kg luôn. Ô có căng mình căng thử luôn. Đó, ký gửi à. Cá mình cũng vừa tới nhà, có bà Hai ở sớm. Mua lại hết cái số cái chép này nè, rồi thả lại xuống sông. Đây, gâu. Ủa. Trong bài là con cá chép này là bự nhất cả nha. Cái này chú Ba bán cũng rẻ lại cho bà Hai thả, rồi bạn lấy lại tiền xăng với tiền mồi á. Chủ yếu chú Ba là bắt cá linh nè. 26 kg nha cả nhà, thêm con này nữa đó, 26 kg nha. Giờ để anh Chúc với Dưỡng Út phụ ginh xuống sông thả luôn. Thì mình thả ngay chân bến đò luôn. Thank you.
bợ bợ lên chút xíu là sống là bên đò lớn. Con nó là bự nhất luôn con. Xong cũng xong hết thao cá chép rồi. Cá này thì con nghĩ chắc mình thả thì nó sẽ còn mạnh lắm, tại vì mình mới dở trà dưới kia á, em về đây mình thả liền á. Nó còn mạnh. Dạ. Thì sớm mà có lượng mớ cá là của chú ba đó. Giờ mình đốt than chuẩn bị mình nướng. Cũng chuẩn bị cái chỗ nè. Thì đây cặp bờ sông luôn. Bên kia cũng làm cái cột nữa. Bên đối diện mình đó. Đây có chiếc xe lôi nè. Chiếc này tính ra là lâu lắm rồi mình mới gặp lại. Đây, bữa nay em cũng xuống với anh cũng như đi theo anh tận dở trà mà được hồi nãy là 20 mấy ký cá chép anh Bằng. Mình bà con cũng đi mua cũng thả rồi thêm được một mớ cá rồi. Đấy. Là anh ba anh mấy nói thôi giờ đứng đi mọi em nhậu anh em mình tâm sự nhau thôi. Giờ trước khi thì em tới đây thì anh ở địa phương thì anh làm với em trước đi. Rồi thôi cũng chúc cho cái anh em cái đoàn YouTube mà tới mà nay đóng trà tôi nó gắt bèo mà nên tới quay với mình là tôi hãnh diện dữ ta. Thôi bữa nay anh em uống cái ăn. Dạ thì những còn có phần lại cá cái nướng để anh em về mới mốt nhậu có dịp thì alo cái ra quay ra được, tôi còn là giữ bắp đồ bẻ bắp đồ nữa ha. Bữa lên mặn nữa ha. Tại vì cơ sở hồi trước mình làm nghề bãi ghe nè, bây giờ nhân công nó nghỉ hết rồi, giờ phải bốn bảy triệu mình không làm thành cái bãi nhậu đúng không? Thành bãi nhậu không? Để cho mát nữa anh em đồ nhậu. Cá mình nướng rồi. Nghe Dương Út quảng cáo con cá này ăn thử là sao? Cá đó thì ngon. Cá thịt thì ngon. Anh em mình hai. Chứ là tại vì lúc này hoài. Nó bị tháng này nó cũng. Sớm anh cũng có theo đó. Lên nướng cá này. Con cá nó cũng không được nhiều. Chứ mà phải cả tháng kia kìa. Anh Dương Hùng lên là anh quay giúp cá giờ anh thấy là xung quanh đóng trà là như thể cháu gầy. Chạy gì có mà lớn đó. Mà phải đánh khí lên độ lên nhảy cái nào. Bây giờ đâu có nhiêu cá đâu. Ngon lắm cháu trai ơi. Ngọt. Nó ngọt. Tại vì con cá không dậy. Nó nhỏ mà không có vỏ. Đừng có nói lớn người ta vậy. Hàng nó chưa gì đó. Tính để ăn mình hết nó gì chờ. Mời cả nhà ăn con cá gì chú ba? Mày gỗ cái này cái hồng vện. Hồng vện. Mày gỗ nó nhỏ hơn cái vậy. Gỗ nhỏ mày gỗ xíu rồi đặt lại. Đó, đó. Ngọt ngon. Ngon lắm. Nhìn nó giống cái con cá biển chú ba, cái màu nó cái màu nó con cá hồng vện nước ngọt con cá nước biển á, cá biển ta kêu con cá gì người ta nó giống giống nhau nè ha, nó cũng tự nhưng cái này không khác á. Thì nhà chú ba có trồng bắp nữa đó, đem lên về trái bắp mình nướng ăn luôn. Chú bắp mà chú ba mua bán bắp cầu nó cầu cái đồng lớn lớn đưa lên nó quay của tiền em tự lắp nha. Cái gì nó quên. Dạ con với chú ba làm cái chú ba ơi. Thì lần đầu con cũng đến đây thì chú ba xuống đây cũng đi con xuống đây cũng đi dở trà với chú ba. Giờ thì lần đầu nhưng mà chắc con xuống hoài luôn đó. Tại con thấy là con thích chú ba. Chú ba có nói với thằng Bình đó, ông giật mùng chưa để chờ cái có mấy anh em ra để nó quay phim lặn coi chơi tới nó vậy chờ thì bé bắt chút xíu rồi mình về anh em mình dở rồi vừa quay rồi vừa kiếm cá anh em mình nhậu luôn. Dạ. Như vậy là bữa nay là mình thắt hay mình trúng hả chú ba? Bữa nay thắt dữ lắm rồi. Dạ. Bị cá chép quá nhiều cá linh không có. Tại vì con cá chép nó vô nhiều quá nó rượt con cá linh hết trơn à, nó ăn mồi hết trơn mồi đó anh. Rồi con cá linh nó không dám mở. Bởi vì bữa nay tới hai mấy chiếc cá chép á. Thì cá chép thì mình giữ chuồng tại vì mình cũng khổ đem về đúng rồi mình thả luôn anh. Mình đá anh em lấy tiền mồi lại một bao mồi 30 ngàn vô vậy là hai bao sáu chục á, mình lấy lại mình bán cho người ta cũng thả à. Dạ. Đóng vậy là một bao mồi nữa. Đóng vậy là vô tối vô là hai bao á, mà mồi một bao đóng vậy đâu chút cả ngoài hẻm nó vô chứ à. Chắc cũng cỡ những khúc vậy chứ gì.
thì một bao này vô bọc nhỏ, hồi nãy là hai là có vậy con hai bọc đó, xin phép uống với chú ba. Rồi rồi là hai bọc hết đó, mời cả nhà đó. Bình nó có nói vậy thôi, vậy chờ em múc lên thì thắng bữa nay làm con cá linh luôn á, quẩn bắt bè lắm. Mình tổ chức thì dở kiếm mồi nhậu luôn. Cá linh này nãy mình nướng nó hơi có con hơi quá lửa, tại để hơi nhiều quá, lửa nó lớn quá nó không vậy mà nó gì nè đấy, thịt ngọt, ngọt ngon cầm gì là chấm nước quá ngon luôn, rau vô cá ngon. Mời cả nhà nha, quá sướng. Mời cả nhà chìm phúc cá linh nè, cá linh nướng nè, cá linh nó thơm nó ngọt gì không này, xong mà xong luôn xong trái nữa mà ngồi trước là cái đầu cồn luôn nữa chứ. Ủa, phải đâu đó. Cá này mà đem đầu vô nhà nhậu ngay đi đầu cồn luôn. Giờ sớm giờ thì mấy chú cháu mình cũng dùng cũng xong rồi, với giấc này cũng video cũng khá dài, với chiều nữa giờ mình với cha với chú Út với anh đồ cũng về, giờ mình chào cả nhà về luôn chơi. Chào cả nhà, chào cả nhà, sau nha.